mời các cô bác mỗi người nhận một phần. Đừng có chen lấn vô chú ơi. Nước suối kéo lui lại chỗ cái vạch trắng lại cho người ta lấy không ngoài kia kìa, kéo lui ra ngoài kia cho người ta lấy ra ngoài trước cho nó dồn đó. Rồi nước để một khu, cơm để một khu cho người ta lấy cho đỡ dồn. Cô bác anh chị, ngày 20 tháng 12 năm 2021 thì cô Cường làm món là thịt kho với trứng, và ở đây bây giờ thấy múc hết trứng rồi, còn thịt kho thôi. Đây các bạn, đó một phần thịt kho trứng này, nhìn rất là ngon nhé, hấp dẫn. Còn phía bên đây thì các cô chú đang chia cơm và canh. Cơm, canh, nước suối, tất cả hôm nay để sát vào bên lề để tránh cái sự nhắc nhở của các cô bên tổ dân phố hoặc là lực lượng chức năng. Cái địa điểm phát cơm của chúng ta đó là cách cửa Bắc chợ Bến Thành cỡ khoảng 30 mét. Trên cái con phố này các bạn ơi, cũng rất là nhiều những các cái địa điểm đang bị trống. Ví dụ như là cái địa điểm là cơm sườn mỡ 60k thì chủ đã bỏ lại cái mặt bằng này và không đủ khả năng để thuê, và bây giờ vẫn đang bỏ trống. Cái địa điểm mà tụi mình để đồ ăn thức uống đó là ba cái căn, là 16, 18 và 20 Thủ Phó Vân. Thì cái căn này đó là nghe cô Cường nói trước là cho thuê giá là tới 30.000 đô cho một tháng, thì có những người bây giờ họ giả là 15-17.000 thì chủ không cho thuê và bỏ trống tới khoảng 2 năm nay rồi. Bên đối diện thì những các cái chỗ như là Vietnam Airlines này, rồi các cái tiệm massage, tu go, hầu hết là những cái mặt bằng này là trống, vẫn đang đóng cửa. Bổ sung thêm hột vịt cho vào thịt kho để chia sẻ cho bà con. Nhìn cái màu rất là đẹp nha các bạn. Thơm mùi thịt, mùi hành. Thưa các cô bác anh chị, Tuấn Dương gửi cái số tiền 600 đô của ba nhà hảo tâm là Lộc Lê, Mai Nguyễn và Ngọc Nguyễn để gửi tới bếp cô Cường và ủng hộ kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Dạ thưa cô, là ba anh chị Lộc Lê, Mai Nguyễn và Ngọc Nguyễn ủng hộ mình số tiền này để có thêm những cái suất ăn
chia sẻ với bà con. Mấy chị em Lộc Lê nha, với Mai Nguyễn nha. Lộc Lê, Mai Nguyễn và Ngọc Nguyễn ạ. Với chị Ngọc Nguyễn nha. Dạ. Gửi số tiền là 600 đô. Dạ. Của Tấn Dương đem đợi rồi đây. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay nay làm thịt khô, dịch tiền cho chị em của anh. Dạ. Những người khó khăn quá là được có thịt ăn là mừng rồi. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô. Cảm ơn nhiều nha mấy chị em. Dạ. Chúc Noel nè vui vẻ nha. Dạ. Thì bây giờ cơm đã làm xong và sẽ ưu tiên là phát cho những người khuyết tật trước. Thì cô Cường sẽ phát cho mấy cô chú là người thì đi xe lăn, người thì chống gậy, người thì đi xe ba bánh. Rồi tiến tới đi chú. Đó, chú còn xịt để sát khuẩn. Riêng chỗ cô Mai đây thì mỗi ngày sẽ nhận là 2 suất. Các cô còn phát cơm, nước suối, bánh mì. Tự lấy đi. Đây có mấy anh bảo vệ các tiệm vàng ở gần đây thì do có sự quen biết nên là các anh ấy cứ lao vào lấy trước. Nhưng mà khi mà khán giả coi thì khán giả cảm thấy rất là không hài lòng. Mong là các anh bảo vệ sẽ xếp hàng nghiêm túc. Rồi mời các cô bác mỗi người nhận một phần. Ôi, nước suối kéo lui lại chỗ cái vạch trắng ấy, cho người ta lấy không, ngoài kia kìa. Kéo lui ra ngoài kia cho người ta lấy ra ngoài trước cho đỡ dồn. Đó. Rồi nước để một khu, cơm để một khu cho người ta lấy cho đỡ dồn. Đó rồi, cảm ơn cô. Cô bác mình đứng vào hàng giùm con đi ạ. Đừng có đứng ở giữa đường thế rồi chen vô gây mất trật tự. Em ơi, lần sau mà không xếp hàng này đi ra ngoài nhá. Em đừng có chen ngang vào như vậy. Rồi mời các cô bác nhận đi ạ. Thưa các cô bác, món quà này của ba anh chị ở Missouri, Mỹ là Lộc Lê, Mai Nguyễn và Ngọc Nguyễn chung tay để ủng hộ. Các cô để cơm một nơi, nước một nơi cho lấy cho đỡ dồn. Xếp hàng, cô bác nhìn mọi người đang xếp hàng kìa. Hãy
Rồi, nhận đi các cô bác ơi. Dạ, mời chú. Quang lấy cái hai hậu đây, đối với những người mù đó các bạn thì sẽ có các tình nguyện viên giúp đỡ. Đây, chú này bị mù này. Ờ, đang sao gấp hàng cái gì? Đây, cơm, bánh mì nữa, rất nhiều. Nhờ phát hết cơm, nước suối rồi mới phát tới bánh mì các bạn ạ. Rồi, cảm ơn chú nhá. Dạ. Cô bác ơi, từ từ. Từ từ, chú ơi. Chú đi đâu ạ? Đi ngay sao chấp hàng em. Đi ngay sao chấp hàng. Dạ. Ê, đi ra sao? Không làm thế nhá. Ăn cắp à? Không ạ. Ai khuyết tật thì sẽ có người hỗ trợ giúp đỡ. Cơm vẫn còn rất là nhiều nha các bạn. Cơm, bánh mì, nước suối để ở ngoài kia để cho cô bác kéo giãn cái đội hình ra. Giờ giãn rồi các bạn. Đây à. Tuy nhiên là vẫn còn 2 thùng cơm. 2 thùng cơm, 100 ổ bánh mì nữa. Rồi, đẩy xe đi lên đi, đẩy lên, nhanh lên. Đẩy đi, mày muốn nghe anh ngược nha mày. Dạ, dạ, dạ. Có bình nước bên này này, có cái bình nước của nhóm bên kia kìa. Ở lấy đi con. Lấy lấy đi chú.
đây đấy. Giống không giống nhau à? Không giống nhau dùng bình chú.
Đây cũng vẫn còn rất là nhiều nha các bạn. Cỡ còn khoảng 100 phần vừa cơm vừa bánh mì. Đây cơm bên này, lấy cơm thì lấy bên này anh. Dạ rồi, cảm ơn anh, nhận đi anh. Các cô sẽ phát cho tới hết thì thôi. Tuấn Dương xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành hỗ trợ để ủng hộ những suất ăn này. Và hẹn gặp các cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Rồi hôm nay bếp cơm lại tiếp tục nha mọi người. Hôm nay là thịt kho trứng. Thịt kho tiêu. Kho tiêu chứ không phải thịt kho trứng. Đây. Tưởng thịt kho trứng. Mà cô chú ơi, thịt kho tiêu nha. Còn vô gõ vô cho nó ngon ngon nữa. Đây thịt kho tiêu nha bà cô chú. Kho tiêu. Thịt kho củ cải à? Thịt kho củ cải. Thịt kho củ cải. Thịt kho củ cải.
thịt kho tiêu cũng có 2-3 món luôn, miếng thịt rồi ớt đầy đủ. Nó nhìn rồi cơm, khâu rồi khâu vô cơm. Nó ăn nó lấy, nó ăn nó lấy.